Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Đấy thì sau một số ngày vắng bóng thì bởi vì cái lý do là tải video lên trên YouTube anh em ạ. Đấy, nó bị lỗi về cái độ phân giải thì ngày hôm nay thì tiếp tục gửi tới anh em những cái trận đánh hay ở bên server Âu, server Trung và bên server Việt Nam nhé anh em nhé. Đấy thì hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em những cái trận đánh của bên server Âu. Đấy đến từ một cái cụm server là 124 thì phải, nhưng tuy nhiên là những trận đánh này thì nó là của liên server anh em nhé. Và trận đánh ngày hôm nay thì đến từ những người chơi của server số 1 đấy, của bên server O anh em ạ. Đây thì cái trận đánh ngày hôm nay thì nó không phải là trận chung kết, mà mình muốn gửi tới anh em là cái trận bán kết hai nha anh em nhé. Đấy, giữa hai người chơi, một người chơi là VIP 15, đây là bạn Sunny này, đấy đến từ server 1 này, là người chơi thứ hai là VIP 14 đến tên là Ali Alilab này, đấy, đến từ xe cũng là từ server 1 luôn. Đầu tiên là anh em cùng xem đội hình của bạn Alilab nhé. Thì team của bạn ý anh em có thể thấy là ba team này. Team số 1 là lực chiến là 4 triệu rưỡi đấy, 4 triệu 510 nghìn. Với đội hình thì đặc biệt là có con tướng là Marco này, Oden này và Zoden. Team số 2 của bạn ý đồng thời là team chính với đội hình là 5 triệu 1. Và đội hình bạn ý thì con tướng đặc trưng nhất là con tướng Siki và sư tử vàng Siki và con tướng Kaido nha anh em nhé. Và team số 3 của bạn ý là lực chiến là 4 triệu 2 với đội hình là full 5 con thuộc dòng tứ hoàng. Thì đấy là người chơi thứ nhất. Người chơi thứ hai là Sni. Sni giờ thì anh em có thể thấy là team của bạn này thì team số 1 và team số 2 thì lực chiến là có vẻ là trội hơn đấy so với team của bạn Alilab. Đấy, team số 1 bạn này thì lực chiến là 5 triệu 6 và đội hình anh em có thể thấy là với Oden này, với Yamato này, với Marco này và đặc biệt là có con tướng King và con tướng là Rob Lucy phiên bản CP0 anh em nhé. Thì tí nữa anh em sẽ cùng xem cái con CP0 này nó spam kỹ năng, bởi vì mình chọn cái trận những cái trận đánh này thì đều những cái trận đánh là có cái lực chiến ngang nhau và có những cái con tướng mới đấy, có cái kỹ năng tạo hình đẹp để cho anh em cùng xem nhé. Team số 2 của bạn này thì là lực chiến là 5 triệu đấy, với đội hình thì anh em có thể thấy đặc biệt là có con tướng là Dulac Blitz và con tướng là Zoden đấy. Còn team số 3 của bạn này thì lực chiến là 4 triệu 3 và đội hình thì có Sabo, trong đó là có con tướng là Cyborg Kuma với 8 sao thôi anh em ạ. Rồi bây giờ thì sẽ cùng đến với những cái trận đánh này để xem tại sao mình hôm nay mình lại sẽ lại lựa chọn đấy những cái trận đánh này để gửi tới anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cùng xem cái trận đánh số 1. Đấy thì trận đánh số 1 anh em có thể thấy là giữa hai team và đều có Wanomako level 340. Hai team thì đều level 340 anh em nhé. Rồi bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đánh này nhá. Đây anh em ơi, như vậy là team của bạn Sni thì là ở team ở bên trái đấy, còn team của bạn là Alilab là ở team ở bên phải nha anh em nhé. Đấy, vừa rồi anh em có thể thấy là Zoden với kỹ năng 1 thì đã làm choáng được Wanomako và kết hợp là kinh rồi. Thì đặc biệt là anh em để ý cho mình đến con tướng là Rob Lucy nhá, để xem bao giờ thì sang tơn mấy thì nó sẽ chuyển được sang cái form người báo nhé. Bình thường là con này nó phải tích đủ 5 cái ấn là Dark Justice thì nó mới chuyển sang form người báo được anh em ạ. Đấy, còn nếu mà không tích được thì nó sẽ vẫn sử dụng cái kỹ năng như bình thường thôi. Bởi vì như vừa rồi thì nó bị dính choáng nên là hiện nay là nó mới chỉ tích được một ấn Dark Justice thôi anh em ạ. Đấy, còn đây là ulti của Yamato này, rất là mạnh luôn. Đấy, với hai lần ulti là cũng phải sắp xỉ gần 8 triệu sát thương anh em ạ. Đấy, Wanomako này. Đây là ulti của King này, rất đẹp và rất ngầu luôn, không biết là sát thương bao nhiêu đây. Anh em ơi, 3 triệu sát thương luôn. Bởi vì là cái lực chiến của team của bạn Sni này thì là 5 triệu 6, như vậy là so với team của bạn Alilab thì là có chênh khoảng 600-700 nghìn lực chiến anh em ạ. Đấy, nhưng tuy nhiên là với một con Wanomako thì qua trận đánh này anh em cũng sẽ có thể thấy là tại sao nên đấy, phải và bắt buộc phải có một con tướng là Wanomako ở trong team đối với cả nông dân hay là VIP nha anh em nhé. Đối với nông dân thì anh em cứ Wanomako 7 sao 8 sao là dùng đã là ngon rồi đấy, còn với VIP thì anh em cứ 11 sao mà anh em vui thôi. Đây là kỹ năng 1 của con tướng là Rob Lucy. Kỹ năng này thì khi nó chưa chuyển vào sục form người báo anh em ạ, và hình này hình như bây giờ nó đang tích được mấy cái được 5 ấn Dark Justice rồi. Sang tơn 4 thì anh em sẽ thấy là Rob Lucy nó chuyển vào form người báo nha anh em nhé. Sẽ rất là đẹp và spam kỹ năng sẽ rất là mạnh luôn. Và khi nó ở cái form người báo anh em ạ thì nó sẽ tăng 40% sức tấn công nhá. Đấy là khi mà nó ở 11 sao, kỹ năng SP là chưa có anh em ạ, thì là nó tăng 40% tấn công. Rồi như vậy là tích đủ 5 ấn rồi mà chưa đến lượt này, chắc phải đầu tơn của nó mới chuyển form. Đấy anh em ơi,
chuyển form rồi, và bây giờ thì nó cứ spam cái kỹ năng một, tức là nó thay cái kỹ năng một bằng một kỹ năng mới, và từ bây giờ thì nó sẽ chỉ sử dụng cái kỹ năng một ấy thôi. Nó kiểu như spam nâng cấp của cái con tướng là Marco phiên bản thường ấy, anh em ạ. Đây anh em ơi, anh em thấy nhá. Đấy, tiếp tục lại spam kỹ năng 1, anh em thấy chưa? Và hiện nay nếu như trong team hiện nay là không có con tướng là sát thủ diệp búp là Young Ryan, đúng không anh em thấy chưa? Thì hiện nay nhá, team bên trái của bạn là Sni là còn đủ 5 con tướng, và trong đó là có ba con tướng sát thương cực mạnh, đó là con tướng Yamato này, King này và Rob Lucy. Nhưng tuy nhiên là một mình Marco nó sẽ chống đỡ được. Anh em để xem nhá, xem nó chống đỡ được đến turn thứ bao nhiêu nhá. Một con tướng búp mà mình đánh giá là thay đổi meta và rất là khủng luôn. Đấy anh em ơi, mà mặc dù anh em nhìn thấy đây, đấy con tướng Marco của team của bạn Alilab hiện nay nó phải nhận đến gần 10 cái hiệu ứng là đè búp. Đấy, nhưng mà vẫn không thể tiêu diệt nó. Đây, trong khi đó ulti của King này, ulti của Yamato này. Đấy anh em thấy chưa? Bởi vì là sau khi đây tiếp tục để spam, anh em có thể một điều dễ nhận biết là sau khi con tướng Wanomaco này, đúng không? Đấy, nó bật cái nội tại bất tử lên và nó hồi sinh, gọi là nó miễn tử, thì anh em có thể thấy là cái lượng gọi là giảm sát thương của nó tăng rất là cao. Đấy, thì lý do là ba con tướng sát thương đấy của team bạn Sni là gây sát thương là nó chỉ dưới 1 triệu sát thương thôi, mà trong khi đó là bình thường là cái lượng sát thương của ba con tướng đó gây ra là đều khoảng 2, 3, 4 triệu anh em ạ. Đây, tiếp tục là sang turn thứ 7 rồi anh em nhé. Và các con tướng vẫn đang sử dụng cái kỹ năng chủ động là kỹ năng 1, nhưng mà vẫn chưa thể ấy giết được Wanomaco. Anh em thấy chưa? Kỹ năng 1 nó hồi 3 triệu 3 máu và liên kích hồi 2 triệu rưỡi máu, thì anh em bảo là làm sao mà có thể giết nó nếu mà không có những cái con tướng dồn đam cực mạnh ấy, hoặc là những cái con tướng sát thủ diệt búp, ví dụ như là con tướng Young Ryan, nếu hoặc là những cái con tướng là có cái tuyệt chiêu là cấm trị, đấy, cấm trị điệu anh em ạ, thì nó mới có thể tiêu diệt được cái con tướng Marco này được, hoặc là phải làm choáng được con Marco này đấy, để nó không sử dụng cái kỹ năng chủ động là kỹ năng 1, kỹ năng 3. Chứ còn bình thường con này nhá, anh em để ý ở trên đầu của nó nhá, nó có cái dấu ấn là chim phượng hoàng kìa, thì cái dấu ấn đó nguyên là vào đầu mỗi lượt, là đầu mỗi turn là nó đã hồi cho con Wanomaco này đấy, một cái lượng máu bằng mấy trăm phần trăm, ít nhất là bằng 200% nếu chưa full SP cái lượng sức tấn công của con Wanomaco rồi anh em ạ. Đấy, còn lại cái dấu móng vuốt chim phượng hoàng ấy, thì cái dấu vuốt này nó sẽ tăng cái giảm sát thương này, tăng công này, rồi tăng thủ cho con Wanomaco anh em nhé. Đấy, tiếp tục sang đến turn 10 rồi, thì không biết là sẽ tiêu diệt được con Wanomaco này ở turn mấy, hay là lại phải đến turn cuối cùng. Đấy, thì anh em cùng theo dõi nhé. Anh em thấy chưa, lượng hồi máu rất là khủng luôn, kể cả hồi máu đơn hay hồi máu tổng. Đây, ulti của King này mít luôn này anh em ơi, anh em có thể thấy là vừa rồi ulti của King là mít luôn. Tiếp tục đến ulti của Yamato, liệu có chết không? Rồi anh em ơi, như vậy chỉ có 467.000 sát thương và vẫn chưa thể tiêu diệt được. Đấy, từ lúc mà anh em để ý chưa, từ lúc mà cái con Rock Lucy nó chuyển spam cái kỹ năng của nó, đúng không, thì nó chưa sử dụng đòn đánh thường một lần nào, nếu như nó không bị cái hiệu ứng là khiêu khích hoặc hiệu ứng câm lặng đấy, buộc dùng đòn đánh thường, thì con tướng Rob Lucy anh em nhé, nó sẽ chỉ spam kỹ năng đó, nó lại còn là phiên bản nâng cấp của con tướng Marco thường rồi anh em ơi. Nếu như Marco thường thì đánh theo tơn, đúng không, đấy, tơn nào đánh thường thì Marco thường nó vẫn đánh thường, thì con Rob Lucy này nó chỉ spam kỹ năng 1 thôi. Đấy, như vậy là vừa rồi anh em có thể thấy là chốt phát cuối cùng là em Rob Lucy đấy đã tiễn em Wanomaco lên được, với một mình em Wanomaco mà cầm cự từ turn 3 này anh em ơi đến turn 11, như vậy là 8 turn liền. Anh em có thể nhìn thấy lượng hồi máu của hai con học Wanomaco này gần như là tương đương nhau, 53.770.000 và bên này thì 54.230.000. Đấy, lượng sát thương thì anh em có thể thấy là Yamato và King thì ngang nhau. Đấy, xấp xỉ là 16 triệu. Đấy là trận số 1 nhá. Tiếp tục sẽ gửi tới anh em cái trận số 2, gọi là cái team số 2 của hai team. Thì hai team này thì lực chiến sẽ ngang ngang nhau, là một team là 5 triệu, một team là 5 triệu 1, 5 triệu 2 gì đấy. Đấy, và team số 2 này phần thắng thì thuộc về bạn Alilab. Bây giờ sẽ cùng xem cái trận đánh này anh em nhé, để xem con nào sẽ đạt MBV. Team của bạn Sni thì có con tướng là Dulap Blitz, đấy, một con tướng mới đấy, thuộc dòng truyền kỳ. Rồi anh em ơi, vừa rồi là anh em có thể thấy là kỹ năng 1 đấy, của em tướng là Siki, sư tử vàng Siki, gây lượng sát thương rất là thấm luôn, đặc biệt là với con tướng
ở vị trí số 1 là con tướng tanh. Đấy, con tướng tanh là Edward Review, nó là một con tướng tanh rất là cứng luôn. Đấy, bởi vì với cái lượng tăng giảm sát thương này, tăng kháng bạo kích này, và nếu anh em bui thêm cho nó cái huy hiệu là kháng bạo nữa thì con này nó sẽ rất là trâu luôn. Nhưng tuy nhiên là vừa rồi Siki anh em có thể thấy là đam và tụt máu rất là thấm. Đấy, đến từ vị trí của Siki và gây cho con tướng Edward Review luôn anh em ạ. Đấy. Con Dulap Blitz này thì nó cũng có cái kỹ năng là phản sát thương anh em nhé. Đấy, đây ulti của Dulap Blitz này rất là nét luôn, hoạt họa thì trông khá là ok, khá là đẹp luôn. Tuy nhiên là mình thích nhất là hiện nay đến bây giờ thì ulti mình thích nhất là ulti của em tướng King anh em ạ. King sau đó là đến ulti của em Kit, Oni Kit anh em ạ. Rất là đẹp luôn, hoạt họa rất đẹp. Đặc biệt là con tướng King, nếu tạo hình mà King mà mang skin ấy anh em ạ, mang cái skin mà không đeo mặt nạ ấy, thì rất là đẹp luôn. Đấy, ulti của Kaido thì không được 1 triệu sát thương anh em ơi. Trận đấu thì sang đến turn thứ 5 rồi. Đấy, và tuần này thì bên server Việt Nam thì đang tuần thứ nhất hay tuần thứ hai anh em nhỉ? Đấy, con tướng Crocodile ấy. Đấy, thì sau con tướng Crocodile thì sẽ đến con tướng thuộc dòng truyền kỳ. Đó là con tướng Yamato anh em nhé. Đấy, bởi vì là dâu đen thì ra trước rồi. Dâu đen đấy, sau đó là đến Crocodile. À, mình xin lỗi, không phải Yamato mà đến con tướng là Oden anh em nhé. Và Oden là một con tướng tanh, cũng là một con tướng rất là đáng chơi. Nhưng tuy nhiên là đối với anh em nông dân và dân cày thì thôi, anh em bỏ qua đi. Nó sẽ có rất là nhiều con tướng thường đấy, không thuộc dòng truyền kỳ đấy, không thuộc dòng tứ hoàng, để cho anh em chơi, anh em tích vé vào. Ví dụ như là con tướng là Carrot đấy, hoặc ví dụ như là con tướng Luffy Zephyr đấy, anh em đều có thể chơi được, là những cái con tướng rất là hay để anh em có thể chơi những con tướng thường. Còn không thì anh em tích vé để anh em đợi Wanomako nhé. Thì đối với Wanomako thì nhanh nhất là khoảng 4 tháng nữa anh em ạ. Đấy, gọi là tầm 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, nếu mà lộ trình mà cứ 3 tuần một tướng. Đấy, thì anh em chờ khoảng 4 tháng nữa thì ra mao của Wanomako. Và để có thể sở hữu được một em Wanomako tầm 8 sao thì anh em cứ xác định là phải tầm 300 vé nhé. Bởi vì con này nó sẽ là một con hot tướng, nên là cái độ mà gọi đua top để chiêu mộ nó anh em ạ, thì chắc chắn là sẽ rất cao, cả nông dân và dân cảnh. Đấy, nên là anh em có thể chờ sang tuần thứ 2, tuần thứ 3 anh em hãng chiêu mộ Wanomako. Đấy, thì lúc đó anh em có thể ăn được cái mốc. Chứ nếu mà anh em không ăn được mốc thì thật sự là với 400 vé anh em không ăn được mốc thì cũng chỉ được 8 sao đến 9 sao là kịch thôi. Rồi, như vậy thì một em tướng của Sni đã đi rồi, em dâu đen của Sni đã đi rồi. Đấy, 1.4 triệu sát thương đến từ vị trí của Dulap Blitz. Và mình nói thêm, đối với con Dulap Blitz này anh em nhé, thì khi mà nó nhận sát thương thì nó cũng có phần trăm là phản sát thương, phản đòn ấy, giống như con tướng là Luffy hoặc giống như Zozu. Và cái điểm đặc biệt của con Dulap Blitz này này, nếu như nó phản sát thương thì nó sẽ gắn một cái dấu ấn đấy, công nghệ vào cái tướng đối phương. Và cái dấu ấn công nghệ này thì cái nội tại của cái ấn này là gì thì mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà khi mà phản đam thì chắc chắn là sẽ gắn một ấn đấy, cho cái ấn để búp đó cho tướng đối phương anh em ạ. Đấy, và con Dulap Blitz này thì mình thấy là cái lượng sát thương của nó thì không được cao cho so với những con tướng khác cho lắm, nhưng mà khả năng là cái nội tại của nó thì sẽ là hay đấy, tạo để búp rồi support cho team. Đấy, Siki anh em thấy chưa, một con tướng huyền thoại hải tặc gọi là xuất hiện trong movie ngoại truyện thôi đúng không anh em. Đấy, nhưng mà lượng sát thương nó con này thì mình đánh giá là rất là mạnh luôn anh em ạ. Đặc biệt là ở cái liên kích của nó, cái liên kích của nó thì lượng sát thương nó gây ra rất là cao luôn anh em ơi. Đấy, đòn đánh thường của nó đã cao rồi nhá, nhưng mà liên kích thì lại còn cao nữa anh em ạ. Đấy, như vậy thì Zephy vừa rồi là chết, thế sau đó là tiếp tục lại hồi sinh lại bởi cái nội tại của Zephy. Thì bình thường Zephy là nội tại là 4 turn thì nó sẽ hồi chiêu một lần, nhưng mà nếu mà anh em nâng được SP cao thì nó sẽ cái thời gian hồi chiêu nó sẽ giảm bớt đi. Đây anh em có thể thấy là Siki, mặc dù là Kaido đã chết rất là sớm từ turn 5, nhưng mà một mình Siki này anh em có thể thấy là lượng sát thương là 25.540.000. Đấy, trong khi đó là team của bên kia thì chỉ có mỗi dâu đen thì không làm nên trò trống gì, Dulap Blitz thì cũng không làm nên trò trống gì anh em ạ. Đấy, Siki rất là mạnh luôn. Đấy là trận thứ hai đấy của cái trận bán kết này nhá. Tiếp tục đến trận cuối cùng. Trận cuối cùng thì anh em có thể thấy là team của bạn Sunny giành chiến thắng. Hai team này thì team của bạn Alilab thì full các con tướng tứ hoàng. Đấy, còn team của bạn Sunny đây thì có Katakuri này, có con tướng Sabo này. Đấy, bây giờ sẽ cùng vào xem. Mình nghĩ là Katakuri hoặc là Sabo thôi, sẽ là MVP thôi. Để xem nào. Với 5 triệu sát thương đến từ vị trí của Sabo này luôn này anh em ơi. Rất là cao luôn. Đấy, đây là kỹ năng 1 của con tướng
còn còn tướng Saibakuma nha anh em nhé. Saibakuma này thì cái phiên bản bình thường, tức là cái trang phục thường của nó thì nó mặc cái trang phục là nô lệ, nhưng mà mình thì mình thích nhất là cái skin của Saibakuma anh em ạ. Skin của Saibakuma thì nó giống như lúc mà cái team của Mũ Rơm mà khi mà sau 2 năm time skip anh em ạ, thì về lại quần đảo Sabaody để nhận lại cái thuyền, nhận lại thuyền ấy, Thousand Sunny ấy, thì lúc đó là Saibakuma nó đang canh cái thuyền Thousand Sunny đó đấy. Thì cái skin của con Saibakuma này nó là cái trang phục đấy. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Nhìn trông mặc dù là vẫn bị chém, vẫn bị kiếm đâm vào người, nhưng mà nhìn trông trang phục trông nó sáng, mà trông nó sắc nét và trông nó đẹp hơn anh em ạ, chứ nó không có mang tính chất là như kiểu trang phục của nô lệ như thế này đấy anh em ơi. Đúng như dự đoán thì Sabo với ba tơn đã đạt được 15.510.000 sát thương rồi, và Katakuri thì về thứ hai một chút thôi. Đấy, thì ở video này thì mình muốn gửi tới anh em như vậy. Bây giờ mình sẽ vào mình xem có check con tướng Shiki một chút cho anh em xem nhé. Đây anh em ơi, đầu tiên mình sẽ check con tướng mình sẽ check Shiki của Sunny cho anh em, để cho anh em xem. À mình xin lỗi, Shiki là của bạn Aninap chứ. Đây anh em ơi, anh em có thể thấy là Shiki của Aninap thì kỹ năng SP là level 12 nhá. Đây tỷ lệ này, đây tỷ lệ của con này là crit 79%, crit dam là 248%, như vậy là gần như là 100% khi vào trận thì con này nó sẽ gây bạo kích. Và rune haki này, một haki là thanh tẩy này, level 3 này, xuyên giáp level 3 này, một rune truyền thuyết này, ui rồi speed này, và liên kích là đều level 4 anh em ạ. Đấy, khi mà anh em nâng đến rune truyền thuyết level 4 thì nó sẽ tăng là 18% tỷ lệ speed nha anh em nhé, tốc độ nhé. Đấy, và tiếp theo nữa một rune nữa là crit và crit đam. Đấy, như vậy là con này thì tỷ lệ crit của nó là trên 100% là chắc chắn rồi anh em ạ. Rồi, xin chào anh em nhé.